Rồi, chào mừng các bạn đã đến cái kênh YouTube của mình. Thì khúc này hơi bị đông nên mình chưa có quay kịp. Lý do bạn này lần đầu tiên mới được lái đường trường và lần đầu tiên mới được lên xe chạy ra đường ngoài trường như thế này. Đây là dòng xiến nãy mời vừa mới qua xong mà chắc mặt không còn miếng máu đâu quá. Rồi đạp ga nhẹ giùm thầy, đạp ga tổn. Tiếp tục mình phải đi nữa ha. Chống thì mình cứ đi đều chứ mình cản trở lưu thông những anh em ta đi kiếm cơm là không được. Đó là mấy bạn mới, thì có mấy bạn nào mới thì các bạn nên nhớ sắm cho mình một cái miếng decal dán vô cho mình phía sau, hoặc là photo, hay là nhớ photo màu nha, dán vô lái mới xin thông cảm vô, còn hai nữ lái mới xin thông cảm thì người ta sẽ không bóp can. Đá đèn mình cắt kiểu ha, lúc đó mình sẽ lúng túng. Rồi. Đó, đặc biệt cái ca khó hôm nay là gì? À, cũng là mình kèm cho một bạn lái mới. Nhưng mà mới lái thôi, chứ chưa thực chất là không phải là lái mới nữa. Này bằng lâu năm mà giấu sáng sớm không vô cũng khè tôi rồi đi tiếp. Đó. Rồi, vẫn cười là được, mặt hết xanh rồi. Đó, nãy quay cái mặt xanh lè rồi. Tiếp tục. Ok, rồi. Đúng rồi, đạp ga nhẹ cho thầy. Ok, xin lỗi anh ba gác sao nha. Rồi đi, đạp ga. Đúng rồi. Ok, đi tiếp. Tại em lái mới. Đây là một gương mặt thân quen. Rồi là thân quen là sao? Là lái mới. Nhưng mà mỗi ngày là một người mới nha bạn. Một bạn mới. Giờ em đi tiếp. Đi tiếp. Rồi. Đó. Ok. Rồi. Cứ chậm chậm lại chút xíu cho xe ba gác người ta qua. Đó. Ok. Rồi đi tiếp. Buông thẳng ra. Rồi. Rồi mình đi tiếp, nhường cho anh xe ba gác qua, tại người ta đi kiếm cơm ha. Mình đi kiếm chuyện á. Rồi chút xíu đâm nỏng mới được nha. Tại qua khúc này đi bạn, rồi mình mới có tâm trạng nói chuyện, kể chuyện cho các bạn nghe. Giờ hơi bị đông ha. Để coi sắc thái khuôn mặt như nào, đèn đỏ, đúng giờ tốt. Rồi, đây là một bạn lái mới thật chứ. Lái mới nhưng mà sáng sớm là vô ngồi khè tôi, thầy bằng lái em mới 13 năm trời ơi trời, mới leo bằng xong nó đổi lại rồi, biết leo bằng xong để làm gì, để chân tủ kiến gầu đập ra nghiêng qua bên trái không cần né đâu. Đó, thấy cái tay mình hay đẩy cái vô lăng của bạn ấy không, lý do là sao? Các bạn mới lần đầu tiên các bạn mới lái ra đường trường các bạn sợ lắm, sợ trên kia xe nó va chạm nó xuống mình cái mình né vô không à. Không được, mình đi là đúng làn đường của mình. Chừng nào bên kia nó không có làn đường mình mới nhường cho anh ta. À, các bạn lưu ý nha. Đó, giờ hay đập ga được chút xíu rồi đó. Thấy không? Ngon lành hết. Không sao đâu, từ đây đến chiều còn dài. Rồi đi tiếp. Mình sẽ luyện cho bạn ấy sẽ có những cái tự tin. Và đặc biệt mua xe rồi để nhà chân thôi. Đi. Quậy trái khổ ghê. Đây. Bạn nào điểm danh nè, có bạn nào mà mới mua xe rồi để nhà chân thì các bạn điểm danh kết bạn với bạn ấy nha. Hai anh em vô uống cà phê tâm sự sao quá trình sao mua xe để nhà để dành không à, không có lái, tội nghiệp chiếc xe của người ta. Rồi đi, với tội nghiệp trên bên chỗ bán cho mình, ta bán cho mình cái ngàn cây người ta phải thay nhớt này nọ, người ta mới có dịch vụ cho mấy bạn chạy kiểu đó hay sao người ta, đúng không? Rồi em cứ đi bình thường. Rồi em mở xi nhan phải đi. À, người ta mới ngó kiến. Rồi. Ta có dịch vụ người ta làm ta kiếm thêm chứ. Rồi, thủ thắng chứ, bậy rồi. Nãy chưa bậy thấy rồi. Bên kia nhét rồi. Bậy rồi. Rồi, đạp ra nhẹ. Chút xíu. Nhẹ thôi, rồi chả nhẹ. Chân đạp ra, tay vẫn bẻ lái. Rồi, đi, đạp ra. Đạp ra chứ không phải đạp thắng. Lộn rồi. Lộn nữa đúng không? Không sao. Mới mà các bạn, ai cũng vậy mà. Không? Tâm lý liền á. Lý do tại sao hồi nãy em đập người nhầm nhẹ trên ga đúng không? Lý do là khi vô cua là mình phải thủ thắng. Không sử dụng ga thì các bạn nhớ chuyển thắng qua cho mình. Lý do xe vẫn cho chớn đi bình thường nha các bạn. Các bạn buông thắng là xe tự động lăn bánh đối với xe số động. Còn xe số sàn thì các bạn nhả con nó cũng lăn bánh là không sử dụng ga. Các bạn lưu ý cho mình nha. Đó, không sao. Lộn cái chân ga nhưng mà biết chuyển lại chân thắng là tốt. Rồi, giảm lại cho người ta qua. Đúng vậy.
Ok. Thấy chưa? Trời ơi. Đó. Các bạn có nhiều bạn hỏi là thầy toàn có khó hay không, thầy quay clip lúc mà thầy vui vẻ này nọ, lúc mà tắt máy không biết sao không có chửi nhiều hay không? Chửi quá trời luôn. Chửi quá trời là chửi mấy ông mà ẩu á. Đúng không? Còn mấy bạn mà mới mà chửi các bạn, mấy bạn giận bỏ về. Giờ đi. Đang tâm lý yếu mà chửi người ta, người ta quán hết làm sao, đúng không? Chửi mấy ông chạy cứng á. Ông nào chạy cứng bữa giờ tôi chửi không mà hỏi sao phải, đúng không? Nói chung là thôi. Là vấn đề gì? Nếu mà trường hợp đó không có thầy xử lý phụ thì sẽ tai nạn xảy ra, cực kỳ nguy hiểm các bạn ha. Tính mạng con người là trên hết ha. Nhiều khi xe mấy trăm triệu hay một cái tỷ này nọ, ba vẹt này nọ, nhất là tính mạng con người là trên hết. Nên mọi người nhớ chú ý cẩn thận. Cái nào sai, cái nào chỗ đó nguy hiểm là mình sẽ nhấn nhá, mình chỉ, mình sẽ ghen liền lại luôn. Rồi văn hóa giao thông như thế nào luôn, cách xử lý như thế nào luôn. Chứ không thể nào mà cứ bạn lái tốt là bạn cứ ga, là bạn cứ sử dụng ga là cũng không được. Còn bạn nào yếu thì mình cho sử dụng ga. Đó. Làm cho bạn, mấy bạn tự tin. Nói chung là ông nào yếu tôi làm cho cứng. Cứng xong tôi làm cho mềm. Lộ lại. Mấy ông mà suy nghĩ bậy là chết tôi nha. Đó. Rồi. Chủ yếu quan trọng là thấy không, tâm lý vui vẻ là mấy bạn xử lý. Nó nãy giờ chạy không thấy không? Đủ rồi, biết đường luôn ta, biết mở sân ga luôn, giỏi. Ngon lành. Giỏi. Rồi khúc này nè, khúc này là cười cười phải không? Còn trả lời được nè, coi khúc này nè. Cái gầm cầu coi đã thảo si nè. Đó. Rồi xử lý gầm cầu đi, có coi clip chưa? Clip khúc này không có coi. Clip khúc này không coi đúng không? Rồi cấm quẹo trái ha. Vậy có quẹo phải rồi. Rồi nhớ thủ chân thắng, đụng rồi quay qua là phải đỡ thủ chân thắng. Đụng tiếp giữ đó, giữ nguyên đó. Tốt, giữ nguyên đó. Rồi. Cứ đi chân con thôi. Rồi, chân thắng thôi, bậy bạ luôn, đến vô cái số sàn luôn. Rồi. Lúc này em nhớ là cái này bài này gọi là đường vòng quanh co không, đường hẹp vuông góc không? Cái kiến chỗ hậu mình gần ngang cái vị trí đó là mình đánh ha. Nhớ thủ chân thắng, đụng rồi, tốt. Rồi, đánh lá nhẹ vô nữa. Rồi giữ đó. Rồi trả lại. Tốt, rồi đạp ra nhẹ. Mới ha, mà các bạn thông cảm nha. Cái clip nó hơi dài dòng chút xíu. Rồi, ở đây cũng vậy. Nhớ bóp kèn. Thủ chân thắng cho thầy. Kiến ngang góc mới đánh lái nha. Rồi, hết lái luôn. Đụng. Xéo xéo hướng 13 giờ trả lái lại. Đụng, tốt. Ok. Đó, rồi đạp ra. Tại sao đầu xe mình hướng 13 giờ các bạn trả lái? Các bạn có xe lúc nào cũng vậy, có quán tính. Khi các bạn trả lái nó sẽ tạt qua là vừa. Bên kia cũng vậy, hướng 11 giờ trả lái nó tạt qua là vừa nha bạn. Có nhiều bạn là để thẳng trả lái thì lúc nào cũng tạt qua đây. Cũng tạt qua đây một chút. Rồi, bây giờ cái nhập đường nè, nhập làng nè. Em mở siêu nhanh trái, lối ra mình là ra từ làng hỗn hợp mình sẽ ra làng chính. Thấy không? Từ làng cầu nè. Đó, rồi, ngó kiến hậu trái, nhích nhẹ cho xéo xéo đầu xe. Cứ chậm chậm cho người ta đi qua trước. Đúng. Đó, rồi thấy bên trái trống mình nhích nhẹ qua. Và đặc biệt ngó thẳng qua cái làng chính luôn. Coi có xe không. Đó, không có mình đi ra xéo qua. Từ từ thôi, đúng. Chính xác. Rồi em mới đi nhập làng này trước, không có ra thẳng. Đúng rồi, đi. Rồi lại lại lên trên luôn, đạp ga lên. Rồi, tắt xe nhà, được chưa? Đó. Lý do là các bạn nhập từ làng hỗn hợp xong các bạn ra làng chính thì các bạn đi lại xéo xéo ra. Phải nói chung là phải ép nhẹ xe gắn máy người ta mới nhường mình. Có mấy bạn không biết cái chửi tôi nói mắc dạy gì đâu, ép xe gắn máy. Các bạn nên chưa đi ô tô nên các bạn chưa hiểu, thấy không? Các bạn đã đi ô tô đi. Có nhiều bạn là vô đây coi là đã biết là đang quá trình học. Khi quá trình học các bạn chưa biết gì, giống như một cái tấm chiếu mới. Rồi khi các bạn đã ôm xe rồi các bạn sẽ hiểu được vấn đề. Khi các bạn vô thành phố mà giờ cao điểm hoặc là các bạn nhập làng hoặc là các bạn quẹo phải quẹo trái thì các bạn thấy cái cảnh xe gắn máy không bao giờ nhường các bạn đâu. Và đặc biệt đó, các bạn đi các bạn có nhường xe ô tô đâu, đúng không? Thì lúc này thì xe ô tô phải ép, đa số mấy anh em phải ép nhẹ vô thì các bạn mới nhường, còn không ép là cái đố mà nhường được cho các bạn đi. Ta gọi là đi điền vào chuyển chỗ trống ha. Các bạn khi có xe đi các bạn sẽ hiểu, hoặc các bạn chạy xe đi rồi các bạn sẽ hiểu, không cần phải có xe. Các bạn nghĩ là mình giống như xe gắn máy đó. Các bạn đi, các bạn có khi nào mà thấy xe ô tô mở xi nhan phải mà không ép vô mà các bạn nhường không? Không bao giờ các bạn nhường được. Tôi nói thẳng 100% tôi đây còn không nhường nữa mà. Giờ tôi mới biết tôi ẩu á.
Nhưng mà có ô tô xong là tôi nhường nhiều hơn. Đúng không? Ừ. Nên đã mới với mấy bạn mới, đa số luôn mấy bạn mới là chi gia luôn, là không dám vô. Nó thấy xe máy là lấy gà, lấy hoài chừng nào biết chừng nào quẹo. Từ khi mình muốn quẹo cái đường này cuối cùng phải lên tuốt trên đường trên. Nó bị lố. Ừ. Ờ, các bạn cứ chậm chậm nhích nhẹ vô, các bạn dừng lại, các bạn nhích vô cũng được. Thì xe máy sẽ nhường các bạn. Bảo đảm các bạn luôn. Ha. Rồi, đó, thấy chưa? Đạp ga lên rồi không? Ngon lành chưa? Chứ nãy tôi thấy là bò không à, biết chừng nào đến Vũng Tàu. Bây giờ là cứ đạp ga thoải mái. Nhưng mà dưới 60 nha, trên 60 thì không có tiền đâu. Không, kẹo không nhiều hết là tốn tiền, tốc độ mệt lắm. Tôi kiếm tính tận nhà, tôi đòi tiền à. Rồi. Ở trong là cấm ô tô ha, chút xíu nữa thầy chỉ. Tốc độ cho phép của mình là 60, cấm xe máy. Thấy chưa, mười mấy năm. Trời ơi, ông vô ông khè mình thấy ghê thiệt chứ. Nó thầy, bằng em nè thầy. Mười mấy năm không chạy. Mà trong khi á, là cái bằng cũng phải có 15 năm á. À, mười mấy năm không chạy rồi. Chưa kể đâu, tôi nói thẳng luôn, cái bằng mà giờ rút ra nó còn mùi mất luôn. Không đụng vô luôn mà. Ép, không phải ép plastic mà nó. Rồi đi tiếp, đạp ra nè. Tại bằng mới đổi lại mà. Ừ, không bẻ, em cứ đi bình thường, để ý bên phải thôi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, nếu mà đông thì em thủ thắng ha, giảm tốc độ để nhường cho người ta, rồi người ta đi rồi mình đi tiếp. À, cái quan trọng học với tôi là các bạn có tự tin liền ha. Nó thẳng luôn. Đó. Bạn nào học với mình là cho comment ở dưới nha. Có nhiều bạn hỏi là coi thầy có dễ chịu không hay là khó tính. À, tôi khó tính lắm, quá tốc độ là tôi la liền à. Rồi, chuẩn bị làm này nè. Đó, hên chưa qua. À, có gì đâu, không dễ mà học lái xe đâu có gì đâu. Các bạn lái được xe gắn máy, lấy được xe đạp là các bạn đã tốt rồi. Cái phần xe đạp là khó nhất luôn, các loại xe luôn. Các bạn tin không? Các bạn sẽ nghĩ là xưa bạn té lên té xuống chạy chỗ nghiêng vô trong. Ừ. Té lên té xuống chạy chỗ các bạn chạy được. Có lẽ mấy xe này đâu có chống chân đâu, phải không? Dễ. Có nhiều bạn là chưa biết lái xe đạp. Nhất là tiểu thư đài cát hay nhấn như cầu cả không? Trời ơi, sợ con mình té này nọ đâu cho chạy xe đạp. Lên ô tô lái bình thường bằng có nha. Rồi đặc biệt luôn, các bạn nào là lái ô tô rồi chưa có bằng xe gắn máy thì các bạn mình chỉ cho. Lấy cái bằng ô tô đó, các bạn đăng ký thi A1. Bạc Điệt, đa A1 thì các bạn không cần phải thi lý thuyết nha. Chỉ thi thực hành thôi. Còn A2 là các bạn phải thi lý thuyết thực hành luôn nha. Đó, nó được đặt cách nha các bạn, nhớ chú ý nha. Có nhiều trường hợp là bạn có bằng ô tô thì các bạn đăng ký bằng hai bánh. Thi bằng hai bánh, không cần phải thi lý thuyết, chỉ thi thực hành thôi. Tại 600 câu mà. Trắc nghiệm từ lừa các kiểu lẽ bằng hai bánh nhiêu. Đúng không? Rồi. Đó, cho chú nó qua Đồng Tháp lên. Đúng không? Gầu. Chiếc ca Kagen 7 chỗ. À, đó nó cũng rộng lắm á. Ok mọi người nha. Thì đây trên đường đại lộ kia mình nói nhiều rồi. Đề tài hôm nay mình nói về tâm lý thôi, tâm sinh lý. Xanh không thầy? Hả? Nhìn mặt xanh không? Không, hết xanh rồi. Chưa sáng nãy thấy lên xe là xanh là thở oxy à. Được hết á. Nên thầy nói được cái hù này mà nói ở mười mấy năm. Trời ơi, có người giấu tôi 20 mấy năm luôn kìa, đổi mấy lần luôn kìa. Đúng không? Vẫn được hết. Tại các bạn đã có cái cốt rồi, hồi xưa các bạn học rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thêm cái này, thêm cái kia. Đúng rồi. Rồi, bẻ cái này chút xíu nữa là lại cho đẹp ha. Yeah. Chỉ cần nghiêng nhẹ xéo thôi. Rồi, đi đi thầy chỉ cho. Có phải trước sau em cũng phải đi thẳng xéo lên không? Yeah. Trước sau em cũng đi thẳng xéo qua đâu? Yeah. Rồi. Khi em chuyển làn đi, mở xi nhan trái đi là chỉ cho. Rồi. Mở xi nhan trái. Rồi, từ từ. Đổ rồi, xéo qua nhẹ nè. Đó, trước sau em đi thẳng nè, đó nhẹ thôi. Thấy chưa? Gần nào có xe sau hoặc là trước xe nhiều thì mình mới bẻ qua nhiều. Rồi, tắt xi nhan. Được chưa? Đó, bẻ nhiều quá mà anh khóc. Rồi, bây giờ muốn vô lại nè. Mở xi nhan phải, khoan. Rồi, mở xi nhan. Đây có xe máy. Rồi. Trước sau em cũng phải đi theo xe đó đúng không? Yeah. Chỉ đầu xe về xe đó. Thấy chưa? Đi lại đẹp không? Thấy chưa các bạn thấy không? Nhẹ nhàng. Thanh thoát. Rồi đi chứ không ai Éo vậy. Sao ai nổi, đỡ nổi. Rồi tắt xe nha. Rồi canh giữa làn đi. Yeah. Rồi ở đây đông đúng không?
chuyển làng qua, mở xi nhan ngó kiến, chống an toàn mới chuyển làng, nhớ nha. Yeah. Nguyên tắc mở xi nhan quan sát, chống an toàn mới chuyển làng, chứ không phải là các bạn giống như xe máy mà mở xi nhan xong các bạn ẹo qua một cái ông nội tôi cũng đỡ không được, không. Nên các bạn chú ý nha, ở sau là những cái tai nạn xảy ra liên tục. À, chuyển làng khi mình đi qua, mình qua xe người ta vậy rồi đập ra đi, mình chuyển làng mình vượt người ta vậy, mình phải qua người ta một khúc rồi các bạn mới chuyển vô, chứ không phải qua là cục vô liền đó. Vạch vàng vàng thấy không, chéo chéo đó các bạn chưa biết luôn không, nói cho bạn nghe, cấm dừng nơi giao độ giao lộ nha, 60 dưới đường bên kia là vạch xương cá ha. Rồi vạch xương cá mình có làm đề tài hoài luôn á, nhiều người chửi mình luôn á, ghê không đó, kêu mình cán lên cán hoài vậy. Bình thường bạn nào quay đầu quẹo trái này nọ các bạn cán lên ha, còn bạn nào đi thẳng thì né nó giùm mình nha, vậy thôi, đơn giản ngắn gọn. Rồi tiếp tục em đi thẳng, ở sau có xe là mình chưa chuyển. Cái cách quan sát để chuyển làn đường nó dễ lắm, một là các bạn quan sát trước, các bạn muốn qua đúng không, các bạn ngó trước, thấy không, các bạn ngó trước xong các bạn mở xi nhan, mở xi nhan xong các bạn ngó thêm lần nữa cho giác cứu, rồi chống an toàn các bạn chuyển. Và chuyển làn thì nó có hai cách, một là các bạn chuyển vô làn để các bạn dừng lại thì các bạn phải chậm, hoặc nhường, một là qua người ta các bạn chuyển vô, hai là các bạn nhường cho người ta đi qua rồi xong các bạn mới chuyển vô sau đuôi người ta. Đó là cách thứ hai. Và nữa là khi các bạn di chuyển làn đường để các bạn đi tiếp thì các bạn phải giữ cái điều chân ga để các bạn đi, các bạn phải hơn người ta, chứ mà bạn vừa qua các bạn cụp cái đầu vô các bạn dừng lại là không được. Em cứ đi thẳng đi, đừng có chuyển động qua bên phải nha, tại bên phải có cái gì mùi tiền, thấy không. Trời ơi, tôi nói rồi mà, thấy không? Rồi bây giờ chuyển qua nhẹ cái coi. Đó, đúng rồi. Ok. Đó, dạo này thầy bị tim thòng hết rồi, thở van mấy lá, thủ chân thắng cho thầy. Mùi tiền mà thầy kêu chạy sao nó thầy. Cứ chạy đi. Ba cái này cả đống ở trong xe gum, có gì đâu sợ. Rồi thủ thắng. Thầy thủ trước. Thủ. Làm gì làm, tôi thủ trước mấy người, mọi người ơi. Ôi trời ơi. Rồi, anh đi qua đi. Em biết tìm quá. Nhích qua luôn, mở xi nhan trái. Ngó kiến, đi. Trời ơi. Giờ học với mình là mình phải nói là cái mình phải chỉ cho các bạn nhớ thủ chân thắng nha. Chứ thầy ít khi thủ lắm. Cứ thủ thắng, đúng rồi. Rồi. Rồi, 911 luôn. Cho xe người ta, ê bậy, để cho xe người ta đuôi đi. Thấy được cái bánh xe, rồi em đi. Cho nó giãn anh chút. Trời tôi yếu tiền quá vậy. Mày biết thầy ngủ được tiền, em tưởng bám theo tiền. Thì bà bám theo tiền hả? Bám theo tiền. Rồi ông 66 gàn quá ha. Trời ơi, thiệt có dạy hỏi các bạn, đi dạy cho các bạn mà cái tiền mà chợ uống thuốc chợ tim nó mệt này chứ. Nhập hoài luôn, bữa kè hết mấy chiếc kè xung quanh này luôn. Mấy cái này gan nó dám thấy xe thầy là phải né chứ. Chính mà đẹp ha. Yeah. Bất chợ. Rồi. Ước mơ nhỏ nhòi ở nhà có thầy có mà. Thầy có rồi. Có xe mô hình. Mô hình nhiều lắm, có G63 luôn. G63. Trời ơi, nhà tôi đầy luôn, màu vàng luôn. G63 màu vàng mới chịu nha. Còn hai cửa này cả đống. Tôi làm clip hoài, các bạn vô coi đi. Để vô tủ chừng quá trời. Tôi làm cái clip mà ve vô đó. Ta là xe hàng sang không á. Trời, nhà nó quà còn ngon. Ta quen rồi. Thì cái đó là những cái bài học để mình né người ta ha. Để mình biết mình phản xạ vậy thôi. Tốt rồi đó ha, mười mấy năm chuyện bình thường, mình có cơ bản rồi. Đúng rồi, trời ơi, nó dám như coi clip tôi nhiều lắm nè. Coi canh mép đúng ngay mép luôn. Cà bồ. Mép nút cà bồ luôn, rồi mấy bên kia là mép cửa này ha. Còn bôi chờ canh đâu. Canh cái bánh. Mình chỉ cho các bạn ha. Mấy cái xe này các bạn cứ canh ngay mép cà bồ. Còn trước bôi chờ giống như xe hạng sang, các bạn cứ canh cái mép bánh đó. Không, là mép bánh nè, các bạn thấy đây vị trí này trùng ngay mép bánh là vừa, giống như xe này nè. Nhớ cho mình nha. Rồi tiếp tục. Trời ơi, ước gì tôi ôm cái xe đó, tôi dán cái chữ tập lái của tôi vô chổng, lái mới xin đồng cảm. Này toàn chở lái xe nữa. Trời ơi. Lẽ thầy thì sao? Có ai hợp tác không, anh nào hai cửa có hợp tác không cho bổ túc ta lái mà đi xe đó đó.
trời nó sướng lắm mọi người ơi. Mà tiền mà tôi phải lấy gấp 3, gấp 4 mới được chịu. À, một tiếng là phải 2 triệu mới được. Biết 2 triệu đủ không ta? Không, 2 triệu chắc đủ. Đó, được, được. Đủ tiền xăng. Với điều kiện là đặc biệt hạn chế tốc độ. Thấy không? Chỉnh lại cái chân ga. À, kèm cái chân ga lại. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe mới. Và cuối tuần hôm nay anh em tôi sẽ đi ra Vũng Tàu. Cho dù bạn này bao nhiêu năm trời đi nữa không lái chờ chuyện bình thường như đối với mình ha, không thành vấn đề. Miễn sao là mình sẽ kèm cho bạn ấy rồi đập ra đi em, đi đúng giữa làn đường, kèm cho ấy là có những cái kỷ niệm lại, quay lại những cái kỷ niệm. Và đầu tiên là mình phải xin phép bạn ấy là có quay được hay không để làm kỷ niệm đó. À, lưu lại những nấm phim rồi sau này ba hồi xưa ba học nè với thầy Toàn nè, thấy chưa, giờ ba này ba cho con học với thầy Toàn dạy mà không biết giờ đó tôi già chưa nữa. Đó rồi tiếp tục đó, vậy thôi nghiêng qua đúng rồi, thầy Diều cái tay nhẹ cho nó quen cái đúng vậy. Ok rồi, bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình, cho mình một like và một subscribe. À, để có mình động lực làm những cái video clip hay hơn. Còn bạn nào có ý tưởng gì các bạn cứ nhắn comment ở dưới để mình sẽ có những cái ý tưởng làm cho các bạn tốt hơn hoặc nữa. Chứ hả, cứ quay nhiều quá mấy cái chỗ này thì nó cũng không được đẹp. Rồi đạp ra tiếp. Thấy không? Nhưng mà quan trọng là phải kèm cho các bạn lái tốt, lái cứng nha. Đó là cái vấn đề để mình giải quyết cho các bạn. Dù người yếu thì học nhiều, còn người mới, người cứng thì ok mình học vừa phải ha. Rồi đèn xanh mình đi luôn nha, đèn xanh đi luôn, thẳng lên luôn đó, nhớ coi cái đèn. Rồi ngó trước đúng rồi, đạp ga nhẹ lên đó, vậy thôi nhớ không. Rồi dù cái đen nè, né nè đó, nhẹ qua. Rồi nắng là tránh đen, mưa là tránh trắng. Đen là gì? Đen là ổ gà. Còn trắng là gì? Khi trời mưa là nước nó động vô ổ gà, nó sẽ có một cái dụng nước thì các bạn né ra nha, cực kỳ nguy hiểm nha, mọi người chú ý cho mình nha. Rồi nhiều khi có ổ gà đó lớn quá các bạn, nhiều khi các bạn giúp người ta bằng cách nào thì các bạn có thể bẻ một nhánh cây, các bạn cắm vô ổ gà đó, ổ dồi đó, để chi cho người sau người ta đi, người ta né cái vị trí đó, cực kỳ nguy hiểm đó. Cái cây cái gì đó, một cái vật gì mỏng nhẹ thôi, chứ nhiều khi các bạn mà để cái nào mà cứng cứng quá, người ta lũi vô có tai nạn, mình làm ở quán nữa, nhiều khi khổ lắm các bạn. Thấy không? Rồi tạm biệt mọi người đó. Thấy không, đường xá nó tròn, nó rung luôn cái xe tôi. Rồi em có thể chuyển làn thôi, bằng luôn rồi, đi luôn. Ok rồi, bye bye mọi người nha, chúc mọi người có trải nghiệm tốt hơn. Chào tạm biệt.